bạn vươn tay trái này, nắm vào thành ghế, tay phải áp vào tai. Rồi, và từ từ nghiêng lưng của chúng ta sang phía bên trái và xoay mặt hướng lên. Hít vào, quay trở về trung tâm. Thở ra đổi bên. Chúng ta kéo giãn lưng phía bên trái. Từ từ chúng ta lại kéo người quay trở về. Và bây giờ thì cuộn lưng lại, đẩy sâu mạng sườn qua phía đằng sau này. Đắp lòng bàn tay sát vào nhau, giãn bụng, giãn ngực ra. Và xoay mặt hướng lên theo tay. Giữ ở đây, hít thở nhịp nhàng.